Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 47, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Phần khám phá, chúng ta có một bài toán như sau. Có 36 cái bánh xếp đều vào 6 hộp. 4 hộp bánh như vậy thì có bao nhiêu cái? Robot gợi ý, trước tiên chúng ta tìm số bánh trong một hộp, rồi sau đó mới tìm số bánh trong 4 hộp. Cụ thể các em hình dung bài toán này như sau. 36 cái bánh xếp đều vào 6 hộp. 6 hộp có 36 cái. Vậy 4 hộp có bao nhiêu cái? Muốn tìm 4 hộp có bao nhiêu cái? Trước hết là các em phải tìm một hộp có bao nhiêu cái? Tức là các em tìm số bánh trong mỗi hộp. 6 hộp có 36 cái. Vậy mỗi hộp sẽ có là 36 chia 6 bằng 6 cái. Mỗi hộp có 6 cái. Vậy số bánh trong 4 hộp là 6 nhân mấy? 6 nhân 4 bằng 24 cái. Đáp số là 24 cái bánh. Như vậy, muốn tìm số bánh trong 4 hộp thì trước hết là các em tìm số bánh trong một hộp. Các em tìm số bánh trong một hộp. Bước này ta gọi là bước rút về đơn vị. Và bài toán này ta gọi là bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Cụ thể là chúng ta rút về đơn vị là một hộp. Muốn tìm số bánh trong 4 hộp thì trước hết là các em phải rút về đơn vị. Chúng ta tìm số bánh trong một hộp. Tiếp theo là các em sang phần hoạt động. Hoạt động 1. Có 20 kg đường chia đều vào 10 túi. Hỏi 3 túi như vậy có bao nhiêu kg đường? Rồi các em hình dung như sau. 20 kg đường chia đều vào 10 túi. 20 kg chia đều vào 10 túi. 3 túi như vậy có bao nhiêu kg? Muốn biết 3 túi như vậy có bao nhiêu kg? Trước hết là các em phải rút về đơn vị. 1 túi có bao nhiêu kg? Số kg đường trong mỗi túi là 10 túi có 20 kg. Vậy mỗi túi có số kg là 20 chia 10 bằng 2 kg. Mỗi túi có 2 kg. Số kg đường trong 3 túi là mỗi túi có 2 kg. Vậy 3 túi có 2 nhân mấy? 2 nhân 3 bằng 6 kg. Đáp số là 6 kg đường. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Xếp đều 60 quả trứng vào 6 khay. Hỏi 4 khay trứng như vậy có bao nhiêu quả? Xếp đều 60 quả trứng vào 6 khay. Tức là 6 khay có 60 quả. 4 khay có bao nhiêu quả? Muốn biết 4 khay có bao nhiêu quả, trước hết là các em phải rút về đơn vị là 1 khay có bao nhiêu quả. Số quả trứng có trong mỗi khay là 60 chia 6. 60 chia 6 bằng 10 quả. Như vậy, số quả trứng có trong 4 khay là mỗi khay có 10 quả. Như vậy 4 khay có tất cả là 10 nhân 4 bằng 40 quả. Đáp số là 40 quả trứng. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau. Số kg. Ở đây là số kg muối. Số tiền tương ứng đơn vị là đồng. 2 kg muối
có giá tiền là 11.000 đồng. Vậy 1 kg có giá tiền là bao nhiêu đồng? 4 kg có giá tiền là bao nhiêu đồng? Trước hết là các em rút về đơn vị 1 kg muối có giá là bao nhiêu đồng? Giá tiền 1 kg muối là 2 kg có giá là 11.000. Vậy 1 kg có giá là 11.000 chia 2. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu? À, bằng 5.500 đồng. 1 kg có giá là 5.500 đồng. Vậy 4 kg có giá là 5.500 nhân 4 bằng 22.000 đồng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.